Bây giờ là 11 giờ kém 10. Đoàn diễn hành đang có mặt tại nhà hát lớn thành phố và có lẽ họ sẽ tập trung tại địa điểm này. Số người ước lượng là khoảng chừng 3.000 người. Cháu ơi, cho chú hỏi một câu được không? Cháu hôm nay cháu tham gia đoàn biểu tình thì cháu mang trên tay một cái thông điệp gọi là đả đảo Trung Quốc xâm lược. Cháu có thể nói đôi điều về ngày hôm nay? Vâng, sau khi cháu xem thời sự thì thấy là Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam, trên biển đảo Việt Nam. Thì cháu theo dòng người ở đây để hưởng cái muốn hòa vào dòng người Việt Nam để muốn đánh lừa cái xâm lược. Cháu tên là gì? Cháu là Tuấn. Tuấn, cháu đang đi học à? Vâng. Và cháu nghe thông tin này trên mạng thôi à? Cháu xem ở TV, thông tin thời sự của mạng. À. Và cháu nếu mà có một cái thái độ thực sự khi mà đất nước lâm nguy thì cháu là tuổi trẻ, cháu sẽ làm điều gì? Cháu sẽ khi đất nước cần làm gì thì cháu sẽ làm. Hôm nay cháu đi một mình hay là có nhà người nhà cháu đi nữa? Cháu đi một mình. Rồi, cảm ơn cháu nha. Dạ. Và đây là hình ảnh của tòa nhà hát lớn Hà Nội với đoàn người biểu tình đang tập hợp ở đây. Đám đông biểu tình phản đối Trung Quốc buổi sáng ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội thì chúng tôi gặp một bạn trẻ, xin bạn cho biết tên ạ. Em tên là Thùy Linh ạ. Thùy Linh, Thùy Linh hôm năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 97 ạ, em học trường Lê Lợi ạ. Lê Lợi, và em tham gia với cái đoàn biểu tình này với cái ý nghĩa như thế nào? Thưa chú là đả đảo Trung Quốc ạ. Rồi, đả đảo Trung Quốc. Và Việt Nam. Trên tay của em đang cầm một lá cờ Việt Nam. Nếu mà có cơ hội để nói với ông Tập Cận Bình hay là với phía Trung Quốc thì em sẽ nói như thế gì? Em sẽ nói với người ông Tập Cận Bình là hóa ra dân của Việt Nam Trung Quốc không được động đến ạ. Em có dám hy sinh cho Tổ quốc không? Có ạ. Xin cảm ơn em Thủy Linh nha. Đó là tiếng nói của một bạn trẻ trong đám đông biểu tình ngày hôm nay. Bây giờ là 11 giờ, cuộc biểu tình đã dừng lại ở nhà hát lớn Hà Nội. Nhưng có vẻ như họ không có cái hoạt động gì hơn là đứng tập hợp chung với nhau. Và không có hoạt động nào khác ngoài những việc khô, những cái câu khẩu hiệu. Và đám đông thì cũng đang hiếu kỳ đứng xem mà thôi, không có cái động tĩnh gì cả. Dạ chào bác, dạ thưa bác, xin bác cho biết tên ạ. Tôi tên là Nguyễn Quang Việt ạ. Vâng, bác đã tham gia từ cái thời gian đầu tiên ở Đại sứ quán Trung Quốc ạ. Tôi năm 2011 đi một số cuộc biểu tình ạ. Vâng. Và đến nay thì cái cuộc biểu tình buổi sáng hôm nay đã cho bác cái cảm nhận như thế nào? Tôi thấy cuộc biểu tình này diễn ra ôn hòa, đúng cái mục tiêu là phản đối bọn Trung Quốc xâm lấn nền đảo của ta, đưa đàn quan vào vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của ta. Và tinh thần của người dân như thế và thái độ của cá nhân bác thì như thế nào? Chúng tôi là những người đã cao tuổi, tôi hơn 60 rồi, đã qua hai cuộc chiến tranh. Tôi cũng biết cái giá của chiến tranh. Không ai muốn chiến tranh cả. Thế nhưng trước cái hành động nó quá đáng. Chúng ta phải tỏ ý kiến. Để đảm bảo.
Một ông bác có theo chở theo xe hai đứa bé, chắc là hai đứa cháu của bác à? Đây là con trai thôi. À, con trai bác. Vâng, bác tham gia cái đoàn biểu tình hôm nay với cái suy nghĩ như thế nào ạ? Với suy nghĩ là Trung Quốc ngang ngược quá, mình làm dân làm sao mà yên lòng được. Vâng. Mình phải có thể hiện trách nhiệm của mình, trách nhiệm công dân. Vâng. Đối với đất nước. Thì bác thấy cuộc biểu tình sáng nay ra sao? Tôi thấy cuộc biểu tình sáng nay là nói chung là được. Trong ôn hòa. Ôn hòa, rất vâng. Ôn hòa. Những cái thông điệp chính của đoàn biểu tình ngày hôm nay, bác nghĩ là bên phía Trung Quốc họ sẽ ghi nhận không? Tôi nghĩ là Trung Quốc thì họ ngoan cố, lắc léo, nhiều trò lắm. Vâng. Cho nên mình có khi phải làm nhiều cuộc thì gặp quốc tế để biết đến gây áp lực thì mới ăn thua. Chứ còn như thế này chưa ăn thua. Chưa ăn thua gì cả. Như Trung Quốc họ mưu đồ họ lâu rồi và họ nhiều mưu mô. Nên mới sơ qua đây là chả ăn thua gì cả. Vâng. Vậy là tiếp theo bác nghĩ bác sẽ làm gì? Tôi làm ăn thôi. Chứ còn nếu mà có kêu gọi biểu tình thì mình cố gắng tham gia theo cái tinh thần trách nhiệm công dân thôi. Vâng. Bác nghe được cái thông tin của biểu tình này từ đâu ạ? Dân làm báo. Trên lớn làm báo. Đọc vào dân làm báo. Vâng, vâng, xin cảm ơn bác nha. Dạ vâng. Tạm biệt. Dạ vâng, chào bác. Dạ. Cháu về đi, thấy nó mệt lắm rồi. Về. Rồi vâng. Cháu nó về đi. Rồi, cho về lắm đi. Một ý kiến khác ở trong đoàn biểu tình chúng tôi được gặp, xin bác cho biết tên ạ. Tôi là Quang. Bác Quang, vâng. Bác có ý kiến gì về cái cuộc biểu tình tuần dương sáng hôm nay ạ? Con người ta có thể biểu lộ cái tính yêu nước, tỉnh táo và khôn ngoan. Vâng. Theo bác thế nào là tỉnh táo và thế nào là khôn ngoan ạ? Biểu lộ thái độ của mình không làm gì quá mất cái sự cái nghệ thuật ngoại giao, tất cả có mức độ. Vâng. So với là những cái cuộc biểu tình trước cũng liên quan tới vấn đề mà Trung Quốc tấn chiếm hay là như thế, thì cuộc biểu tình này bác thấy thế nào? Tôi đi là vô tình, tôi nhập lần đầu tiên. À, và vâng, và bác thấy thì cuộc biểu tình này là ôn hòa. Liệu cái thông điệp như thế này sẽ có tác động như thế nào đối với lại quốc tế nói chung hay đối với lại người dân nói chung? Thể hiện là cái tình yêu nước của người Việt Nam mình. Vâng. Nó là tự nhiên. Vâng. Có nhiều người cho rằng có thể là Việt Nam hơi mềm mỏng trong cái vấn đề đối ngoại, đặc biệt trong vấn đề Trung Quốc, thì bác nghĩ sao về ý tưởng này? Nói thế nào là mềm mỏng, tất cả nó đều có mức độ. Bây giờ lớn tiếng với quốc tế ta thấy cái không tụ tập của Trung Quốc gây cản trở giao thông. Vâng. Sau đó là cái việc của mình phải làm. Vâng. Tất cả đó phải. Tôi đề nghị cho này. Vâng. Rồi, xin cảm ơn. Người đang tụ tập dưới đồng đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Vào những giây phút cuối của cuộc biểu tình tập hợp tại nhà hát lớn Hà Nội thì chúng tôi được gặp một bạn trẻ. Xin bạn tự giới thiệu tên và cho biết đôi chút về bản thân mình ạ. Xin chào các bạn, mình là Hà Nhật Linh, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia, là một thành viên của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa. Hiện tại thì mình đang sinh sống và học tập tại Hà Nội ạ. Bạn tham gia cái cuộc tuần hành sáng nay thì bạn cảm nhận như thế nào về cái cuộc biểu tình này? Tham gia vào cuộc biểu tình sáng nay thì thực sự là mình cảm thấy tinh thần dân tộc của người Việt Nam vô cùng lớn. Và mỗi khi dân tộc chúng ta có một vấn đề liên quan đến chủ quyền, đặc biệt là chủ quyền, là tinh thần dân tộc đó lại nổi lên vô cùng mạnh mẽ. Và đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên, các bạn là những người tiên phong, các bạn là những người rất là sẵn sàng, nhiệt tình trước và rất là nóng lòng trước những vấn đề liên quan đến chủ quyền của đất nước, đặc biệt là biển đảo trong giai đoạn hiện nay. Bạn có nghĩ là cái cuộc tuần hành sáng nay nó sẽ tác động như thế nào đối với dư luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và đặc biệt là đối với lại những cuộc so với những cái cuộc biểu tình trước đây ạ? Đối với dư luận trong nước và nước ngoài thì có thể đây sẽ là một tiếng vang trong năm nay. Trong năm nay thì như đây là biểu tình đầu tiên tại nước ta liên quan đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo. Thì đối với dư luận trong nước thì đây sẽ là một tiếng vang để khơi gọi lên cái tinh thần dân tộc đối với kiều bào nước ngoài và cộng đồng thế giới. Thì đây sẽ là một tiếng nói để thể hiện cho cộng đồng quốc tế biết rằng ở Việt Nam, con người Việt Nam
vẫn luôn hướng về biển đảo, và ở Việt Nam biểu tình không phải là một thứ bị đàn áp. Và tôi là một sinh viên Học viện Hành chính, tôi sẽ là cán bộ công chức tương lai của đất nước và tôi cũng tham gia biểu tình. Và bạn sẽ nghĩ rằng những nhà hữu trách sẽ làm gì đối với lại cái tác động của dư luận cũng như là cái nguyện vọng của người dân, thưa anh Linh? Đối với nhà hữu trách thì thực sự tôi không rõ họ sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng đối với bản thân tôi rất có khả năng sau này sẽ là một công chức tương lai của đất nước, thì tôi hoàn toàn đồng ý với việc thanh niên biểu tình để thể hiện cái lòng yêu nước của mình, tinh thần đối với chủ quyền biển đảo của dân tộc. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Linh nhé, trong cuộc tuần hành sáng hôm nay tại nhà hát lớn Hà Nội vào buổi sáng ngày 10 tháng 5 2014. Xin chào bạn. Chào anh. Nha Trang biểu tình rồi. Sáng ngày 10 chủ nhật.
mạnh dạn lên. Tôi đang bánh mì cuốn miêu đó. Người đi trước trật tự đi đằng sau. Nào nào, bắt đầu. Đây, đi lên, đi lên. Gì đây sống két gì à tàu ôm. Quay tao kiếm mày. Đừng có dính đâu. Chụp hình ra đây nghe. Quá ngán gì đây sao ghét gì nó nổi làm sao. Mày vô chơi. Đó để mày để lúc coi. Mày đó là nước mạnh tài cho Trung Quốc thay đất chủ trì một giây.
10 đoàn diễn hành đang có mặt tại nhà hát lớn thành phố và có lẽ họ sẽ tập trung tại địa điểm này. Số người ước lượng là khoảng chừng 3.000 người. Cháu ơi, cho chú hỏi một câu được không? Cháu hôm nay cháu tham gia đoàn biểu tình thì cháu mang trên tay một cái thông điệp gọi là đả đảo Trung Quốc xâm lược. Cháu có thể nói đôi điều về ngày hôm nay. Sau khi cháu xem thực sự thì thấy là Trung Quốc đang thực sự đang xâm lược Việt Nam, trên biển đảo Việt Nam. Thì cháu theo dòng người ở đây để hưởng ứng cái muốn hòa vào dòng người ở Việt Nam để muốn đánh đuổi cái xâm lược.
Cháu tên là gì? Cháu là Tuấn. Tuấn, cháu đang đi học à? Vâng. Và cháu nghe thông tin này trên mạng thôi à? Cháu xem ở TV, chương trình thời sự của mạng. Và cháu nếu mà có một cái thái độ thực sự khi mà đất nước lâm nguy thì cháu là tuổi trẻ, cháu sẽ làm điều gì? Cháu sẽ khi đất nước cần làm gì thì cháu sẽ làm. Hôm nay cháu đi một mình hay là có nhà người nhà cháu đi nữa? Cháu đi một mình. Rồi, cảm ơn cháu nha. Dạ. Và đây là hình ảnh của tòa nhà hát lớn Hà Nội với toàn người biểu tình đang tập hợp ở đây. Đám đông biểu tình phản đối Trung Quốc buổi sáng ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội thì chúng tôi gặp một bạn trẻ, xin bạn cho biết tên ạ. Em tên là Thùy Linh ạ. Thùy Linh, Thùy Linh hôm năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 97 ạ, em học trường Lê Lợi ạ. Lê Lợi, và em tham gia với cái đoàn biểu tình này với cái ý nghĩa như thế nào? Thưa chú là đà đảo Trung Quốc ạ. Rồi, đà đảo Trung Quốc. Và Việt Nam. Trên tay của em đang cầm một lá cờ Việt Nam. Nếu mà có cơ hội để nói với ông Tập Cận Bình hay là với phía Trung Quốc thì em sẽ nói như thế gì? Em sẽ nói với người ông Tập Cận Bình là hóa ra dân tộc của Việt Nam Trung Quốc không được động đến ạ. Em có dám hy sinh cho Tổ quốc không? Có ạ. Xin cảm ơn em Thủy Linh nha. Đó là tiếng nói của một bạn trẻ trong đám đông biểu tình ngày hôm nay. Bây giờ là 11 giờ, cuộc biểu tình đã dừng lại ở nhà hát lớn Hà Nội. Nhưng có vẻ như họ không có cái hoạt động gì hơn là đứng tập hợp chung với nhau. Và không có hoạt động nào khác ngoài những việc khô, những cái câu khẩu hiệu. Và đám đông thì cũng đang hiếu kỳ đứng xem mà thôi, không có cái động tĩnh gì cả. Dạ chào bác. Dạ thưa bác, xin bác cho biết tên ạ. Tôi tên là Nguyễn Quang Việt ạ. Vâng, bác đã tham gia từ cái thời gian đầu tiên ở Đại sứ quán Trung Quốc ạ. Tôi năm 2011 đi một số cuộc biểu tình ạ. Vâng. Và đến nay thì cái cuộc biểu tình buổi sáng hôm nay đã cho bác cái cảm nhận như thế nào? Tôi thấy cuộc biểu tình này diễn ra ôn hòa, đúng cái mục tiêu là phản đối bọn Trung Quốc xâm lấn nền đảo của ta, đưa đảo quan vào vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của ta. Và tinh thần của người dân như thế và thái độ của cá nhân bác thì như thế nào? Chúng tôi là những người đã cao tuổi, tôi hơn 60 rồi, đã qua hai cuộc chiến tranh. Tôi cũng biết cái giá của chiến tranh. Không ai muốn chiến tranh cả. Thế nhưng trước cái hành động nó quá đáng. Chúng ta phải tỏ ý kiến. Một ông bác có theo chở theo xe hai đứa bé, chắc là hai đứa cháu của bác à? Đây là con trai thôi. À, con trai bác. Vâng, bác tham gia cái đoàn biểu tình hôm nay với cái suy nghĩ như thế nào ạ? Với suy nghĩ là Trung Quốc ngang ngược quá, mình làm dân không yên lòng được. Vâng. Mình phải có thể hiện trách nhiệm của mình, trách nhiệm công dân. Vâng. Đối với đất nước. Thì bác thấy cuộc biểu tình sáng nay ra sao? Tôi thấy cuộc biểu tình sáng nay là nói chung là được. Trong ôn hòa. Ôn hòa, rất ôn hòa. Những cái thông điệp chính của đoàn biểu tình ngày hôm nay, bác nghĩ là bên phía Trung Quốc họ sẽ ghi nhận không? Tôi nghĩ là Trung Quốc thì họ ngoan cố, lắc léo, nhiều trò lắm. Vâng. Cho nên mình có khi phải làm nhiều cuộc thì gặp quốc tế rồi biết đến, gây áp lực thì mẹ thua. Chứ còn như thế này chưa ăn thua. Chưa ăn thua gì cả. Như Trung Quốc họ mưu đồ họ lâu rồi, và họ nhiều mưu mô, nên mới sơ phá đây là chả ăn thua gì cả. Vâng. Vậy là tiếp theo bác nghĩ bác sẽ làm gì? Tôi làm ăn thôi. Chứ còn nếu mà có kêu gọi biểu tình thì mình cố gắng tham gia theo cái tinh thần trách nhiệm công dân thôi. Vâng. Bác nghe được cái thông tin của biểu tình này từ đâu ạ? Dân làm báo. Trên lớn làm báo. Đọc vào dân làm báo. Vâng, xin cảm ơn bác nha. Dạ vâng. Thôi tạm
tạm biệt. Dạ vâng, chào bác. Dạ. Cháu về đi, thấy nó mệt lắm rồi. Về. Rồi vâng. Cháu nó về đi. Rồi, cho về lắm đi. Một ý kiến khác ở trong đoàn biểu tình chúng tôi được gặp, xin bác cho biết tên ạ. Tôi là Quang. Bác Quang, vâng. Bác có ý kiến gì về cái cuộc biểu tình tuần dương sáng hôm nay ạ? Con người ta có thể biểu lộ cái tính yêu nước, tỉnh táo và khôn ngoan. Vâng. Theo bác thế nào là tỉnh táo và thế nào là khôn ngoan ạ? Cái khôn ngoan là biểu lộ thái độ của mình, mình không làm gì quá mất cái sự... cái nghệ thuật ngoại giao, tất cả có mức độ. Vâng. So với là những cái cuộc biểu tình trước cũng liên quan tới vấn đề mà Trung Quốc tấn chiếm hay là như thế, thì cuộc biểu tình này bác thấy thế nào? Tôi đi lần vô tình, tôi nhập lần đầu tiên. Và bác thấy thì cuộc biểu tình này là ôn hòa. Liệu cái thông điệp như thế này sẽ có tác động như thế nào đối với lại quốc tế nói chung hay đối với lại người dân nói chung? Thể hiện là cái tình yêu nước của người Việt Nam mình. Vâng. Nó là tự nhiên. Vâng. Có nhiều người cho rằng có thể là Việt Nam hơi mềm mỏng trong cái vấn đề đối ngoại, đặc biệt trong vấn đề Trung Quốc, thì bác nghĩ sao về ý tưởng này? Nói thế nào là mềm mỏng, tất cả nó đều có mức độ. Bây giờ lớn tiếng với quốc tế là chúng ta thấy cái không tụ tập, không hiểm của Trung Quốc, gây cản trở giao thông. Vâng. Sau đó là cái việc của mình phải làm. Vâng. Nhưng tất cả nó vậy. Tôi đề nghị cho này. Vâng. Rồi, xin cảm ơn. Người đang tụ tập dưới lòng đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Vào những giây phút cuối của cuộc biểu tình tập hợp tại nhà hát lớn Hà Nội thì chúng tôi được gặp một bạn trẻ. Xin bạn tự giới thiệu tên và cho biết đôi chút về bản thân mình ạ. Xin chào các bạn, mình là Hà Nhật Linh, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia, là một thành viên của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa. Hiện tại thì mình đang sinh sống và học tập tại Hà Nội ạ. Bạn tham gia cái cuộc tuần hành sáng nay thì bạn cảm nhận như thế nào về cái cuộc biểu tình này? Tham gia vào cuộc biểu tình sáng nay thì thực sự là mình cảm thấy tinh thần dân tộc của người Việt Nam vô cùng lớn. Và mỗi khi dân tộc chúng ta có một vấn đề liên quan đến chủ quyền, đặc biệt là chủ quyền, là tinh thần dân tộc đó nổi lên vô cùng mạnh mẽ. Và đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên, các bạn là những người tiên phong, các bạn là những người rất là sẵn sàng nhiệt tình trước và rất là nóng lòng trước những vấn đề liên quan đến chủ quyền của đất nước, đặc biệt là biển đảo trong giai đoạn hiện nay. Bạn có nghĩ là cái cuộc tuần hành sáng nay nó sẽ tác động như thế nào đối với dư luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và đặc biệt là đối với lại những cuộc so với những cái cuộc biểu tình trước đây ạ? Đối với dư luận trong nước và nước ngoài thì có thể đây sẽ là một tiếng vang trong năm nay. Trong năm nay thì như đây là biểu tình đầu tiên tại nước ta liên quan đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo. Thì đối với dư luận trong nước thì đây sẽ là một tiếng vang để khơi gọi lên cái tinh thần dân tộc. Đối với kiều bào nước ngoài và cộng đồng thế giới thì đây sẽ là một tiếng nói để thể hiện cho cộng đồng quốc tế biết rằng ở Việt Nam, con người Việt Nam vẫn luôn hướng về biển đảo, và ở Việt Nam biểu tình không phải là một thứ bị đàn áp. Và tôi là một sinh viên Học viện Hành chính, tôi sẽ là một cán bộ công chức tương lai của đất nước, và tôi cũng tham gia biểu tình. Và bạn sẽ nghĩ rằng những nhà hữu trách sẽ làm gì đối với lại cái tác động của dư luận cũng như là cái nguyện vọng của người dân, thưa anh Linh? Đối với nhà hữu trách thì thực sự tôi không rõ họ sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng đối với bản thân tôi rất có khả năng sau này sẽ là một công chức tương lai của đất nước, thì tôi hoàn toàn đồng ý với việc thanh niên biểu tình để thể hiện cái lòng yêu nước của mình, tinh thần đối với chủ quyền biển đảo của dân tộc. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Linh nhé, trong cuộc tuần hành sáng hôm nay tại nhà hát lớn Hà Nội vào buổi sáng ngày 10 tháng 5 2014. Xin chào bạn. Chào anh. Thank you.
Nha Trang biểu tình rồi, biểu tình rồi. Sáng ngày 10 chủ nhật.
tôi muốn phản đối điều này để giữ lại cái sự là gọi là ý chí cuột cường của người Việt Nam không chịu khuất phục trước ngoại bang. Nếu nhà nước cho thuê về kinh tế, tôi chấp nhận, nhưng nhà nước phải công khai, không nhất thiết là phải cho Trung Quốc thuê, mà chúng ta có thể cho Pháp, Mỹ, Nhật hoặc một nước nào đó, nhưng mà cần nhà nước phải công khai. Nếu Trung Quốc thuê, nhưng phải có điều kiện và có nghĩa là phải hỏi ý kiến toàn thể dân chúng, chứ không thể một mình quốc hội mà có thể quyết định được thay cho 90 triệu dân. Cô họ tên cô đầy đủ là gì cô? À, cô tên là Phạm Thị Lan. Phạm Thị Lan, mình ở quận nào ta? Ở quận 10. Quận 10, dạ. Cảm ơn cô. Yeah.
Là 11 giờ kém 10, đoàn diễn hành đang có mặt tại nhà hát lớn thành phố và có lẽ họ sẽ tập trung tại địa điểm này. Số người ước lượng là khoảng chừng 3.000 người. Cháu ơi, cho chú hỏi một câu được không? Cháu hôm nay cháu tham gia đoàn biểu tình thì cháu mang trên tay một cái thông điệp gọi là đả đảo Trung Quốc xâm lược. Cháu có thể nói đôi điều về ngày hôm nay. Sau khi cháu xem thực sự thì thấy là Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam, trên vùng biển đảo Việt Nam. Thì cháu theo dòng người ở đây để hưởng cái muốn hướng hòa vào dòng người Việt Nam để muốn đánh được cái xâm lược. Cháu tên là gì? Cháu là Tuấn. Tuấn à? Cháu đang đi học à? Và cháu nghe thông tin này trên mạng thôi à? Cháu xem ở TV, ở chương trình thời sự. Và cháu nếu mà có một cái thái độ thực sự khi mà đất nước lâm nguy thì cháu là tuổi trẻ, cháu sẽ làm điều gì? Cháu sẽ khi đất nước cần làm gì thì cháu sẽ làm. Hôm nay cháu đi một mình hay là có nhà người nhà cháu đi nữa? Cháu đi một mình. Rồi, cảm ơn cháu nha. Dạ. Và đây là hình ảnh của tòa nhà hát lớn Hà Nội với đoàn người biểu tình đang tập hợp ở đây. Đám đông biểu tình phản đối Trung Quốc buổi sáng ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội thì chúng tôi gặp một bạn trẻ, xin bạn cho biết tên ạ. Em tên là Thùy Linh ạ. Thùy Linh, Thùy Linh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 97 ạ, em học trường Lê Lợi ạ. Lê Lợi, và em tham gia với cái đoàn biểu tình này với cái ý nghĩa như thế nào? Thưa chú là đả đảo Trung Quốc ạ. Rồi, đả đảo Trung Quốc. Và Việt Nam. Trên tay của em đang cầm một lá cờ Việt Nam. Nếu mà có cơ hội để nói với ông Tập Cận Bình hay là với phía Trung Quốc thì em sẽ nói như thế gì? Em sẽ nói với người ông Tập Cận Bình là hóa ra dân tộc của Việt Nam Trung Quốc không được động đến ạ. Em có dám hy sinh cho Tổ quốc không? Có ạ. Xin cảm ơn em Thủy Linh nha. Đó là tiếng nói của một bạn trẻ trong đám đông biểu tình ngày hôm nay. Bây giờ là 11 giờ, cuộc biểu tình đã dừng lại ở nhà hát lớn Hà Nội. Nhưng có vẻ như họ không có cái hoạt động gì hơn là đứng tập hợp chung với nhau. Và không có hoạt động nào khác ngoài những việc khô, những cái câu khẩu hiệu. Và đám đông thì cũng đang hiếu kỳ đứng xem mà thôi, không có cái động tình gì cả. Dạ chào bác. Dạ thưa bác, xin bác cho biết tên ạ. Tôi tên là Nguyễn Quang Việt ạ. Vâng, bác đã tham gia từ cái thời gian đầu tiên ở Đại sứ quán Trung Quốc ạ. Tôi năm 2011 đi một số cuộc biểu tình ạ. Vâng. Và đến nay thì cái cuộc biểu tình buổi sáng hôm nay đã cho bác cái cảm nhận như thế nào? Tôi thấy cuộc biểu tình này là diễn ra ôn hòa và đúng cái mục tiêu là phản đối bọn Trung Quốc xâm lấn biển đảo của ta, đưa giàn khoan vào vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của ta. Và tinh thần của người dân như thế và thái độ của cá nhân bác thì như thế nào? Chúng tôi là những người đã cao tuổi, tôi hơn 60 rồi, đã qua hai cuộc chiến tranh, tôi cũng biết cái giá của chiến tranh. Không tập trung như không được, nhanh không ai muốn chiến tranh cả. Thế nhưng trước cái hành động nó quá đáng. Không tập trung như không được, nhanh chóng giải tán. Chúng ta phải tỏ ý kiến. Thế nhưng mọi người không tập trung như không được để đảm bảo.
Một ông bác có theo chở theo xe hai đứa bé, chắc là hai đứa cháu của bác à? Đây là con trai thôi. À, con trai bác. Vâng, bác tham gia cái đoàn biểu tình hôm nay với cái suy nghĩ như thế nào ạ? Với suy nghĩ là Trung Quốc ngang ngược quá, mình làm dân không yên lòng được. Vâng. Mình phải có thể trách nhiệm của mình, trách nhiệm công dân. Vâng. Đối với đất nước. Thì bác thấy cuộc biểu tình sáng nay ra sao? Tôi thấy cuộc biểu tình sáng nay là nói chung là được. Trong ôn hòa. Ôn hòa, rất ôn hòa. Những cái thông điệp chính của đoàn biểu tình ngày hôm nay, bác nghĩ là bên phía Trung Quốc họ sẽ ghi nhận không? Tôi nghĩ là Trung Quốc thì họ ngoan cố, lắc léo, nhiều trò lắm. Vâng. Nên mình có khi phải làm nhiều cuộc thì gặp quốc tế để biết đến, gây áp lực thì mẹ thua. Chứ còn như thế này chưa ăn thua. Chưa ăn thua gì cả. Vì Trung Quốc họ mưu đồ họ lâu rồi, mà họ nhiều mưu mô, nên mới sơ qua đây là chả thua gì cả. Vâng. Vậy là tiếp theo bác nghĩ bác sẽ làm gì? Tôi làm ăn thôi. Chứ còn nếu mà có kêu gọi biểu tình thì mình cố gắng tham gia theo cái tinh thần trách nhiệm công dân thôi. Vâng. Bác nghe được cái thông tin của biểu tình này từ đâu ạ? Dân làm báo. Trên lớn làm báo. Đọc vào dân làm báo. Vâng, vâng, xin cảm ơn bác nha. Dạ vâng. Thôi tạm biệt. Dạ vâng, chào bác. Dạ. Cháu về đi, thấy nó mệt lắm. Về. Rồi vâng. Cháu nó về đi. Rồi, cho về đóng nghỉ. Một ý kiến khác ở trong đoàn biểu tình chúng tôi được gặp, xin bác cho biết tên ạ. Tôi là Quang. Bác Quang. Vâng, bác có ý kiến gì về cái cuộc biểu tình tuần dương sáng hôm nay ạ? Con người ta có thể biểu lộ cái tính yêu nước, tỉnh táo và khôn ngoan. Vâng. Theo bác thế nào là tỉnh táo và thế nào là khôn ngoan ạ? Cái khôn ngoan là biểu lộ thái độ của mình, mình không làm gì quá mất cái sự về cái nghệ thuật ngoại giao, tất cả có mức độ. Vâng. So với là những cái cuộc biểu tình trước cũng liên quan tới vấn đề mà Trung Quốc tấn chiếm hay là như thế, thì cuộc biểu tình này bác thấy thế nào? Tôi đi lần vô tình, tôi nhập lần đầu tiên. À, và vâng, và bác thấy thì cuộc biểu tình này là ôn hòa. Liệu cái thông điệp như thế này sẽ có tác động như thế nào đối với lại quốc tế nói chung hay đối với lại người dân nói chung? Thể hiện là cái tình yêu nước của người Việt Nam mình. Vâng. Nó là tự nhiên. Vâng. Có nhiều người cho rằng có thể là Việt Nam hơi mềm mỏng trong cái vấn đề đối ngoại, đặc biệt trong vấn đề Trung Quốc, thì bác nghĩ sao về ý tưởng này? Nói thế nào là mềm mỏng, tất cả nó đều có mức độ. Bây giờ lớn tiếng với quốc tế ta thấy cái không tụ tập thâm hiểm của Trung Quốc, gây cản trở giao thông. Vâng. Sau đó là cái việc của mình phải làm. Vâng. Tất cả đều phải. Tôi đề nghị cho này. Vâng. Dạ, xin cảm ơn. Người đang tụ tập đến đầu đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Vào những giây phút cuối của cuộc biểu tình tập hợp tại nhà hát lớn Hà Nội thì chúng tôi được gặp một bạn trẻ. Xin bạn tự giới thiệu tên và cho biết đôi chút về bản thân mình ạ. Xin chào các bạn, mình là Hà Nhật Linh, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia, là một thành viên của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa. Hiện tại thì mình đang sinh sống và học tập tại Hà Nội ạ. Bạn tham gia cái cuộc tuần hành sáng nay thì bạn cảm nhận như thế nào về cái cuộc biểu tình này? Tham gia vào cuộc biểu tình sáng nay thì thực sự mình cảm thấy tinh thần dân tộc của người Việt Nam vô cùng lớn. Và mỗi khi dân tộc chúng ta có một vấn đề liên quan đến chủ quyền, đặc biệt là chủ quyền, là tinh thần dân tộc đó lại nổi lên vô cùng mạnh mẽ. Và đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên, các bạn là những người tiên phong, các bạn là những người rất là sẵn sàng, nhiệt tình trước và rất là nóng lòng trước những vấn đề liên quan đến chủ quyền của đất nước, đặc biệt là biển đảo trong giai đoạn hiện nay. Bạn có nghĩ là cái cuộc tuần hành sáng nay nó sẽ tác động như thế nào đối với dư luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và đặc biệt là đối với lại những cuộc so với những cái cuộc biểu tình trước đây ạ? Đối với dư luận trong nước và nước ngoài thì có thể đây sẽ là một tiếng vang trong trong năm nay. Trong năm nay thì như đây là biểu tình đầu tiên tại nước ta liên quan đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo. Thì đối với dư luận trong nước thì đây sẽ là một tiếng vang để khơi gọi lên cái tinh thần dân tộc. Đối với kiều bào nước ngoài và cộng đồng thế giới thì đây sẽ là một tiếng nói để thể hiện cho cộng đồng quốc tế biết rằng ở Việt Nam, những con người Việt Nam
vẫn luôn hướng về biển đảo, và ở Việt Nam biểu tình không phải là một thứ bị đàn áp. Và tôi là một sinh viên Học viện Hành chính, tôi sẽ là một cán bộ công chức tương lai của đất nước, và tôi cũng tham gia biểu tình. Và bạn sẽ nghĩ rằng những nhà hữu trách sẽ làm gì đối với lại cái tác động của dư luận cũng như là cái nguyện vọng của người dân, thưa anh Linh? Đối với nhà hữu trách thì thực sự tôi không rõ họ sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng đối với bản thân tôi rất có khả năng sau này sẽ là một công chức tương lai của đất nước, thì tôi hoàn toàn đồng ý với việc thanh niên biểu tình để thể hiện cái lòng yêu nước của mình, tinh thần đối với chủ quyền biển đảo của dân tộc. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Linh nhé, trong cuộc tuần hành sáng hôm nay tại nhà hát lớn Hà Nội vào buổi sáng ngày 10 tháng 5 2014. Xin chào bạn. Chào anh. Nha Trang biểu tình rồi, biểu tình rồi. Sáng ngày 10 chủ nhật. Thank you.
mạnh dạn lên. Tôi đang ở bánh mì của ông Miêu đó. Người đi trước trật tự đi đằng sau. Nào nào, hết rồi. Đây, đi lên, đi lên. Mẹ, gì đây sống két gì tàu ô. Quay tao chim mày. Đừng có dính đâu. Chụp hình ra đây nghe. Con né gì đây sao két gì nó nổi làm sao. Mày vô chơi. Đó là để mày để lướt coi. Mày Mình ở quận nào ta? Ở quận 10. Quận 10 dạ. Cảm ơn cô. Thank you.
10:10 đoàn diễn hành đang có mặt tại nhà hát lớn thành phố và có lẽ họ sẽ tập trung tại địa điểm này. Số người ước lượng là khoảng chừng 3.000 người. Cháu ơi, cho chú hỏi một câu được không? Cháu hôm nay cháu tham gia đoàn biểu tình thì cháu mang trên tay một cái thông điệp gọi là đả đảo Trung Quốc xâm lược. Cháu có thể nói đôi điều về ngày hôm nay? Vâng, sau khi cháu xem thời sự thì thấy là Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam, trên vùng biển đảo Việt Nam. Thì cháu theo dòng người đây để hưởng ứng cái muốn hòa vào dòng người Việt Nam, để muốn đánh được cái xâm
không được. Cháu tên là gì? Cháu là Tuấn ạ. Tuấn ạ, cháu đang đi học à? Vâng. Và cháu nghe thông tin này trên mạng thôi à? Cháu xem ở TV, ở chương trình thời sự của mạng. À. Và cháu nếu mà có một cái thái độ thực sự khi mà đất nước lâm nguy thì cháu là tuổi trẻ, cháu sẽ làm điều gì? Cháu sẽ khi đất nước cần làm gì thì cháu sẽ làm. Hôm nay cháu đi một mình hay là có nhà người nhà cháu đi nữa? Cháu đi một mình. Rồi, cảm ơn cháu nha. Dạ. Và đây là hình ảnh của tòa nhà hát lớn Hà Nội với toàn người biểu tình đang tập hợp ở đây. Đám đông biểu tình phản đối Trung Quốc buổi sáng ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội thì chúng tôi gặp một bạn trẻ, xin bạn cho biết tên ạ. Em tên là Thùy Linh ạ. Thùy Linh, Thùy Linh hôm năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 97 ạ, em học trường Lê Lợi ạ. Lê Lợi, và em tham gia với cái đoàn biểu tình này với cái ý nghĩa như thế nào? Thưa chú là đà đảo Trung Quốc ạ. Rồi, đà đảo Trung Quốc. Và Việt Nam. À, trên tay của em đang cầm một lá cờ Việt Nam. À, nếu mà có cơ hội để nói với ông Tập Cận Bình hay là với phía Trung Quốc thì em sẽ nói như thế gì? Em sẽ nói với người ông Tập Cận Bình là hóa ra dân của Việt Nam Trung Quốc không được động đến ạ. Em có dám hy sinh cho Tổ quốc không? Có ạ. Xin cảm ơn em Thủy Linh nha. Đó là tiếng nói của một bạn trẻ trong đám đông biểu tình ngày hôm nay. Bây giờ là 11 giờ, cuộc biểu tình đã dừng lại ở nhà hát lớn Hà Nội. Nhưng có vẻ như họ không có cái hoạt động gì hơn là đứng tập hợp chung với nhau. Và không có hoạt động nào khác ngoài những việc khô, những cái câu khẩu hiệu. Và đám đông thì cũng đang hiếu kỳ đứng xem mà thôi, không có cái động tình gì cả. Dạ chào bác, dạ thưa bác, xin bác cho biết tên ạ. Tôi tên là Nguyễn Quang Việt ạ. Vâng, bác đã tham gia từ cái thời gian đầu tiên ở Đại sứ quán Trung Quốc ạ. Tôi năm 2011 đi một số cuộc biểu tình ạ. Vâng. Và đến nay thì cái cuộc biểu tình buổi sáng hôm nay đã cho bác cái cảm nhận như thế nào? Tôi thấy cuộc biểu tình hôm nay diễn ra ôn hòa và đúng cái mục tiêu là phản đối bọn Trung Quốc xâm lấn miền đảo của ta, đưa giàn khoan vào vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của ta. Và tinh thần của người dân như thế và thái độ của cá nhân bác thì như thế nào? Chúng tôi là những người đã cao tuổi, nên là tôi hơn 60 rồi, đã qua hai cuộc chiến tranh. Tôi cũng biết thế giá của chiến tranh. Và người Việt Nam chúng ta nghĩ là không ai muốn chiến tranh cả. Thế nhưng trước cái hành động nó quá đáng. Không tập trung nào được. Chúng ta phải tỏ ý kiến. Mọi người không tập trung nào được. Một ông bác có chở theo xe hai đứa bé, chắc là hai đứa cháu của bác à? Đây là con trai thôi. À, con trai bác. Vâng, bác tham gia cái đoàn biểu tình hôm nay với cái suy nghĩ như thế nào ạ? Với suy nghĩ là Trung Quốc ngang ngược quá. Mình làm dân làm sao yên lòng được. Vâng. Mình phải có thể hiện trách nhiệm của mình, trách nhiệm công dân. Vâng. Đối với đất nước. Thì bác thấy cuộc biểu tình sáng nay ra sao? Tôi thấy cuộc biểu tình sáng nay là nói chung là được. Trong ôn hòa. Ôn hòa, rất vâng. Ôn hòa. Những cái thông điệp chính của đoàn biểu tình ngày hôm nay, bác nghĩ là bên phía Trung Quốc họ sẽ ghi nhận không? Tôi nghĩ là Trung Quốc thì họ ngoan cố, lắc léo, nhiều trò lắm. Vâng. Nên mình có khi phải làm nhiều cuộc thì gặp quốc tế để biết đến, gây áp lực thì mẹ thua. Chứ còn như thế này, chưa ăn thua. Chưa ăn thua gì cả. Vì Trung Quốc họ mưu đồ họ lâu rồi, và họ nhiều mưu mô, nên mới sơ qua đây là trả thua gì cả. Vâng. Vậy là tiếp theo bác nghĩ bác sẽ làm gì? Tôi làm ăn thôi. Chứ còn nếu mà có kêu gọi biểu tình thì mình cố gắng tham gia theo cái tinh thần trách nhiệm công dân thôi. Vâng. Bác nghe được cái thông tin của biểu tình này từ đâu ạ? Dân làm báo. Trên lớn làm báo. Đọc vào dân làm báo. Vâng, vâng, xin cảm ơn bác nha. Dạ vâng. Thôi tạm biệt.
viên. Dạ vâng, chào bác. Dạ. Về đi, thấy nó mệt lắm. Về. Rồi vâng. Cho nó về đi. Rồi, cho nó nghỉ. Một ý kiến khác ở trong đoàn biểu tình chúng tôi được gặp, xin bác cho biết tên ạ. Tôi là Quang. Bác Quang, vâng. Bác có ý kiến gì về cái cuộc biểu tình tuần dương sáng hôm nay ạ? Con người ta có thể biểu lộ cái tình yêu nước, tỉnh táo và khôn ngoan. Vâng. Theo bác thế nào là tỉnh táo và thế nào là khôn ngoan ạ? Biểu lộ thái độ của mình, mình không làm gì quá mất cái sự... cái nghệ thuật ngoại giao, tất cả vâng. Có mức độ. Vâng. So với là những cái cuộc biểu tình trước cũng liên quan tới vấn đề mà Trung Quốc tấn chiếm hay là như thế, thì cuộc biểu tình này bác thấy thế nào? Tôi đi lần vô tình, tôi nhầm lần đầu tiên. À, và vâng, và bác thấy thì cuộc biểu tình này là ôn hòa. Hôm nay là đúng mức. Liệu cái thông điệp như thế này sẽ có tác động như thế nào đối với lại quốc tế nói chung hay đối với lại người dân nói chung? Thể hiện là cái tình yêu nước của người Việt Nam mình. Vâng. Nó là tự nhiên. Vâng. Có nhiều người cho rằng có thể là Việt Nam hơi mềm mỏng trong cái vấn đề đối ngoại, đặc biệt trong vấn đề Trung Quốc, thì bác nghĩ sao về ý tưởng này? Nói thế nào là mềm mỏng, tất cả nó đều có mức độ. Bây giờ lớn tiếng với quốc tế ta thấy cái không tụ tập, không hiểu Trung Quốc, gây cản trở giao thông. Vâng. Sau đó là cái việc của mình phải làm. Vâng. Tất cả đều phải. Tôi đề nghị cho này. Vâng. Rồi, xin cảm ơn. Người đang tụ tập đến đầu đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Vào những giây phút cuối của cuộc biểu tình tập hợp tại nhà hát lớn Hà Nội thì chúng tôi được gặp một bạn trẻ. Xin bạn tự giới thiệu tên và cho biết đôi chút về bản thân mình ạ. Xin chào các bạn, mình là Hà Nhật Linh, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia, là một thành viên của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa. Hiện tại thì mình đang sinh sống và học tập tại Hà Nội ạ. Bạn tham gia cái cuộc tuần hành sáng nay thì bạn cảm nhận như thế nào về cái cuộc biểu tình này? Tham gia vào cuộc biểu tình sáng nay thì thực sự mình cảm thấy tinh thần dân tộc của người Việt Nam vô cùng lớn. Và mỗi khi dân tộc chúng ta có một vấn đề liên quan đến chủ quyền, đặc biệt là chủ quyền, là tinh thần dân tộc đó lại nổi lên vô cùng mạnh mẽ. Và đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên, các bạn là những người tiên phong, các bạn là những người rất là sẵn sàng nhiệt tình trước và rất là nóng lòng trước những vấn đề liên quan đến chủ quyền của đất nước, đặc biệt là biển đảo trong giai đoạn hiện nay. Bạn có nghĩ là cái cuộc tuần hành sáng nay nó sẽ tác động như thế nào đối với dư luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và đặc biệt là đối với lại những cuộc so với những cái cuộc biểu tình trước đây ạ? Đối với dư luận trong nước và nước ngoài thì có thể đây sẽ là một tiếng vang trong trong năm nay. Trong năm nay thì hình như đây là biểu tình đầu tiên tại nước ta liên quan đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo. Thì đối với dư luận trong nước thì đây sẽ là một tiếng vang để khơi gọi lên cái tinh thần dân tộc. Đối với kiều bào nước ngoài và cộng đồng thế giới thì đây sẽ là một tiếng nói để thể hiện cho cộng đồng quốc tế biết rằng ở Việt Nam, con người Việt Nam vẫn luôn hướng về biển đảo, và ở Việt Nam biểu tình không phải là một thứ bị đàn áp. Và tôi là một sinh viên Học viện Hành chính, tôi sẽ là một cán bộ công chức tương lai của đất nước, và tôi cũng tham gia biểu tình. Và bạn sẽ nghĩ rằng những nhà hữu trách sẽ làm gì đối với lại cái tác động của dư luận cũng như là cái nguyện vọng của người dân, thưa anh Linh? Đối với nhà hữu trách thì thực sự tôi không rõ họ sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng đối với bản thân tôi rất có khả năng sau này sẽ là một công chức tương lai của đất nước, thì tôi hoàn toàn đồng ý với việc thanh niên biểu tình để thể hiện cái lòng yêu nước của mình, tinh thần đối với chủ quyền biển đảo của dân tộc. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Linh nhé, trong cuộc tuần hành sáng hôm nay tại nhà hát lớn Hà Nội vào buổi sáng ngày 10 tháng 5 2014. Xin chào bạn. Chào anh. Thank you.
Nha Trang biểu tình rồi, biểu tình rồi. Sáng ngày 10 chủ nhật. Trung Quốc, thay đất chủ trị một giây.
Việt Nam, sau này con cháu của cô sống trên đất nước Việt Nam mà nó phải nói tiếng người nước ngoài. Cho nên cô muốn phản đối điều này để giữ lại cái sự là gọi là ý chí cuột cường của người Việt Nam không chịu khuất phục trước ngoại bang. Nếu nhà nước cho thuê về kinh tế, cô chấp nhận, nhưng nhà nước phải công khai, không nhất thiết là phải cho Trung Quốc thuê, mà chúng ta có thể cho Pháp, Mỹ, Nhật hoặc một nước nào đó, nhưng mà cần nhà nước phải công khai. Nếu Trung Quốc thuê, nhưng phải có điều kiện và có nghĩa là phải hỏi ý kiến toàn thể dân chúng, chứ không phải một mình quốc hội mà có thể quyết định được thay cho 90 triệu dân. Cô họ tên cô đầy đủ là gì cô? À, cô tên là Phạm Thị Lan. Phạm Thị Lan, mình ở quận nào ta? Ở quận 10. Quận 10, dạ. Cảm ơn cô. Thank you.
giờ là 11 giờ kém 10, đoàn diễn hành đang có mặt tại nhà hát lớn thành phố và có lẽ họ sẽ tập trung tại địa điểm này. Số người ước lượng là khoảng chừng 3.000 người. Cho chú hỏi một câu được không? Cháu hôm nay cháu tham gia đoàn biểu tình thì cháu mang trên tay một cái thông điệp gọi là đả đảo Trung Quốc xâm lược. Cháu có thể nói đôi điều về ngày hôm nay. Sau khi cháu xem thời sự thì thấy là Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam, trên biển đảo Việt Nam. Thì cháu theo dòng người ở đây để hưởng cái muốn hòa vào dòng người Việt Nam. Cháu tên là gì? Cháu là Tuấn. Tuấn, cháu đang đi học à? Và cháu nghe thông tin này trên mạng thôi à? Cháu xem ở TV, trên điện thoại sử dụng. Và cháu nếu mà có một cái thái độ thực sự khi mà đất nước lâm nguy thì cháu là tuổi trẻ, cháu sẽ làm điều gì? Cháu sẽ khi đất nước cần làm gì thì cháu sẽ làm. Hôm nay cháu đi một mình hay là có nhà người nhà cháu đi nữa? Cháu đi một mình. Rồi, cảm ơn cháu nha. Dạ. Và đây là hình ảnh của tòa nhà hát lớn Hà Nội với toàn người biểu tình đang tập hợp ở đây. Đám đông biểu tình phản đối Trung Quốc buổi sáng ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội thì chúng tôi gặp một bạn trẻ, xin bạn cho biết tên ạ. Em tên là Thùy Linh ạ. Thùy Linh, Thùy Linh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 97 ạ, em học trường Lê Lợi ạ. Lê Lợi, và em tham gia với cái đoàn biểu tình này với cái ý nghĩa như thế nào? Thưa chú là đà đảo Trung Quốc ạ. Rồi, đà đảo Trung Quốc. Và Việt Nam. Trên tay của em đang cầm một lá cờ Việt Nam. Nếu mà có cơ hội để nói với ông Tập Cận Bình hay là với phía Trung Quốc thì em sẽ nói như thế gì? Em sẽ nói với người ông Tập Cận Bình là hóa ra dân của Việt Nam Trung Quốc không được động đến ạ. Em có dám hy sinh cho Tổ quốc không? Có ạ. Xin cảm ơn em Thùy Linh nha. Đó là tiếng nói của một bạn trẻ trong đám đông biểu tình ngày hôm nay. Bây giờ là 11 giờ, cuộc biểu tình đã dừng lại ở nhà hát lớn Hà Nội. Nhưng có vẻ như họ không có cái hoạt động gì hơn là đứng tập hợp chung với nhau. Và không có hoạt động nào khác ngoài những việc khô, những cái câu khẩu hiệu. Và đám đông thì cũng đang hiếu kỳ đứng xem mà thôi, không có cái động tình gì cả. Dạ chào bác. Dạ thưa bác, xin bác cho biết tên ạ. Tôi tên là Nguyễn Quang Việt ạ. Vâng, bác đã tham gia từ cái thời gian đầu tiên ở Đại sứ quán Trung Quốc ạ. Tôi năm 2011 đi một số cuộc biểu tình ạ. Vâng. Và đến nay thì cái cuộc biểu tình buổi sáng hôm nay đã cho bác cái cảm nhận như thế nào? Tôi thấy cuộc biểu tình hôm nay là diễn ra ôn hòa và đúng cái mục tiêu là phản đối bọn Trung Quốc xâm lấn biển đảo của ta, đưa giàn khoan vào vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của ta. Và tinh thần của người dân như thế và thái độ của cá nhân bác thì như thế nào? Chúng tôi là những người đã cao tuổi, nên là tôi hơn 60 rồi, đã qua hai cuộc chiến tranh, tôi cũng biết thế giá của chiến tranh. Không tập trung đông được, nhanh chóng giải tán để đảm bảo cho không ai muốn chiến tranh cả. Thế nhưng trước cái hành động nó quá đáng. Không tập trung đông được, nhanh chóng giải tán để đảm bảo cho tự không. Chúng ta phải tỏ ý kiến. Đúng rồi, mọi người không tập trung đông được để đảm bảo. Một ông bác có theo chở theo xe hai đứa bé, chắc là hai đứa cháu của bác à? Đây là con trai thôi. À, con trai bác. Vâng, bác tham gia cái đoàn biểu tình hôm nay với cái suy nghĩ như thế nào ạ? Với suy nghĩ là Trung Quốc ngang ngược quá, mình làm dân sao mà yên lòng được. Vâng. Mình phải có thể trách nhiệm của mình.
trách nhiệm công dân. Vâng. Đối với đất nước. Vậy bác thấy cuộc biểu tình sáng nay ra sao? Tôi thấy cuộc biểu tình sáng nay là nói chung là được. Trong ôn hòa. Ôn hòa, rất vâng. Ôn hòa. Những cái thông điệp chính của đoàn biểu tình ngày hôm nay bác nghĩ là bên phía Trung Quốc họ sẽ ghi nhận không? Tôi nghĩ là Trung Quốc thì họ ngoan cố lắc léo nhiều trò lắm. Vâng. Nên là mình có khi phải làm nhiều cuộc thì gặp quốc tế để biết đến gây áp lực thì mẹ thua. Chứ còn như thế này thì thua. Chưa ăn thua gì cả. Như Trung Quốc họ mưu đồ họ lâu rồi và họ nhiều mưu mô. Nên mới sơ qua đây là chả thua gì cả. Vâng. Vậy là tiếp theo bác nghĩ bác sẽ làm gì? Tôi làm ăn thôi. Chứ còn nếu mà có kêu gọi biểu tình thì mình cố gắng tham gia theo cái tinh thần trách nhiệm công dân thôi. Bác nghe được cái thông tin của biểu tình này từ đâu ạ? Dân làm báo. Trên lớn làm báo. Đọc vào dân làm báo. Vâng, vâng, xin cảm ơn bác nha. Dạ vâng. Thôi tạm biệt. Dạ vâng, chào bác. Dạ. Cháu về đi, thấy nó mệt lắm rồi. Về. Rồi vâng. Cháu nó về đi. Rồi, cho cháu nghỉ. Một ý kiến khác ở trong đoàn biểu tình chúng tôi được gặp, xin bác cho biết tên ạ. Tôi là Quang. Bác Quang, vâng, bác có ý kiến gì về cái cuộc biểu tình tuần dương sáng hôm nay ạ? Con người ta có thể biểu lộ cái tình yêu nước, tỉnh táo và khôn ngoan. Vâng. Theo bác thế nào là tỉnh táo và thế nào là khôn ngoan ạ? Biểu lộ thái độ của mình không làm gì quá mất cái sự cái nghệ thuật ngoại giao, tất cả vâng. Có mức độ. Vâng. So với là những cái cuộc biểu tình trước cũng liên quan tới vấn đề mà Trung Quốc tấn chiếm hay là như thế thì cuộc biểu tình này bác thấy thế nào? Tôi đi là vô tình tôi nhập lần đầu tiên. À và vâng, và bác thấy thì cuộc biểu tình này là ôn hòa. Liệu cái thông điệp như thế này sẽ có tác động như thế nào đối với lại quốc tế nói chung hay đối với lại người dân nói chung? Thể hiện là cái tình yêu nước của người Việt Nam mình. Vâng. Nó là tự nhiên. Vâng. Có nhiều người cho rằng có thể là Việt Nam hơi mềm mỏng trong cái vấn đề đối ngoại, đặc biệt trong vấn đề Trung Quốc, thì bác nghĩ sao về ý tưởng này? Nói thế nào là mềm mỏng, tất cả nó đều có mức độ. Bây giờ lớn tiếng với quốc tế ta thấy cái không tụ tập khâm hiểm của Trung Quốc gây cản trở giao thông. Vâng. Sau đó là cái việc của mình phải làm. Vâng. Tất cả đó là phải. Tôi đề nghị cho này. Vâng. Rồi, xin cảm ơn. Người đang tụ tập dưới lòng đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Vào những giây phút cuối của cuộc biểu tình tập hợp tại nhà hát lớn Hà Nội thì chúng tôi được gặp một bạn trẻ. Xin bạn tự giới thiệu tên và cho biết đôi chút về bản thân mình ạ. Xin chào các bạn, mình là Hà Nhật Linh, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia, là một thành viên của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa. Hiện tại thì mình đang sinh sống và học tập tại Hà Nội ạ. Bạn tham gia cái cuộc tuần hành sáng nay thì bà cảm nhận như thế nào về cái cuộc biểu tình này? Tham gia vào cuộc biểu tình sáng nay thì thực sự mình cảm thấy tinh thần dân tộc của người Việt Nam vô cùng lớn. Và mỗi khi dân tộc chúng ta có một vấn đề liên quan đến chủ quyền, đặc biệt là chủ quyền, là tinh thần dân tộc đó lại nổi lên vô cùng mạnh mẽ. Và đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên, các bạn là những người tiên phong, các bạn là những người rất là sẵn sàng nhiệt tình trước và rất là nóng lòng trước những vấn đề liên quan đến chủ quyền của đất nước, đặc biệt là biển đảo trong giai đoạn hiện nay. Bạn có nghĩ là cái cuộc tuần hành sáng nay nó sẽ tác động như thế nào đối với dư luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài và đặc biệt là đối với lại những cuộc so với những cái cuộc biểu tình trước đây ạ? Đối với dư luận trong nước và nước ngoài thì có thể đây sẽ là một tiếng vang trong trong năm nay. Trong năm nay thì hình như đây là biểu tình đầu tiên tại nước ta liên quan đến vấn đề Hoàng Sa Trường Sa biển đảo. Thì đối với dư luận trong nước thì đây sẽ là một tiếng vang để khơi gọi lên cái tinh thần dân tộc đối với kiều bào nước ngoài và cộng đồng thế giới, thì đây sẽ là một tiếng nói để thể hiện cho cộng đồng quốc tế biết rằng ở Việt Nam những con người Việt Nam vẫn luôn hướng về biển đảo và những ở Việt Nam biểu tình không phải là một thứ bị đàn áp. Và tôi là một sinh viên Học viện Hành chính, tôi sẽ là một cán bộ công chức tương lai của đất nước và tôi cũng tham gia biểu tình. Và bạn sẽ nghĩ rằng những nhà hữu trách sẽ
sẽ làm gì đối với lại cái tác động của dư luận cũng như là cái nguyện vọng của người dân, thưa anh Linh? Đối với nhà hữu trách thì thực sự tôi không rõ họ sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng đối với bản thân tôi rất có khả năng sau này sẽ là một công chức tương lai của đất nước, thì tôi hoàn toàn đồng ý với việc thanh niên biểu tình để thể hiện cái lòng yêu nước của mình, tinh thần đối với chủ quyền biển đảo của dân tộc. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Linh nhé, trong cuộc tuần hành sáng hôm nay tại nhà hát lớn Hà Nội vào buổi sáng ngày 10 tháng 5 2014. Xin chào bạn. Chào anh. Nha Trang biểu tình rồi, biểu tình rồi. Sáng ngày 10 chủ nhật. Thank you.
mà nó nhảy lên. Tôi đang ăn bánh mì bốn miếng đó. Người đi trước trật tự đi đằng sau. Nào nào, hết rồi. Đây về đây đi lên. Gì đây sao két gì à tàu ô. Quay tao chim mày. Đừng có dính đâu. Chụp mình ra đây chén. Quán ế gì đây sao két gì nó nổi làm sao. Mày ra mày vô chí cho đánh để đứng coi. Tài quê phong phú, như quyết công cho Trung Quốc, thay đất chủ trì một chơi. Thay đất chủ trì một giây.
tôi ngủ một tôi sẽ trung trọng. Đang có mặt tại nhà hát lớn thành phố và có lẽ họ sẽ tập trung tại địa điểm này. Số người ước lượng là khoảng chừng 3.000 người. Cháu ơi, cho chú hỏi một câu được không? Cháu hôm nay cháu tham gia đoàn biểu tình thì cháu mang trên tay một cái thông điệp gọi là đả đảo Trung Quốc xâm lược. Cháu có thể nói đôi điều về ngày hôm nay. Vâng, sau khi cháu xem thời sự thì thấy là Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam, trên biển đảo Việt Nam. Thì cháu theo dòng người ở đây để hưởng cái muốn hòa vào dòng người Việt Nam để muốn đánh được cái xâm lược.
tên là gì? Cháu là Tuấn ạ. Tuấn ạ, cháu đang đi học à? Vâng. Và cháu nghe thông tin này trên mạng thôi à? Cháu xem ở TV, ở chương trình thời sự của mạng. À. Và cháu nếu mà có một cái thái độ thực sự khi mà đất nước lâm nguy thì cháu là tuổi trẻ, cháu sẽ làm điều gì? Cháu sẽ khi đất nước cần làm gì thì cháu sẽ làm. Hôm nay cháu đi một mình hay là có nhà người nhà cháu đi nữa? Cháu đi một mình. Rồi, cảm ơn cháu nha. Dạ. Và đây là hình ảnh của tòa nhà hát lớn Hà Nội với đoàn người biểu tình đang tập hợp ở đây. Đám đông biểu tình phản đối Trung Quốc buổi sáng ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội thì chúng tôi gặp một bạn trẻ, xin bạn cho biết tên ạ. Em tên là Thùy Linh ạ. Thùy Linh, Thùy Linh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 97 ạ, em học trường Lê Lợi ạ. Lê Lợi, và em tham gia với cái đoàn biểu tình này với cái ý nghĩa như thế nào? Thưa chú là đà đảo Trung Quốc ạ. Rồi, đà đảo Trung Quốc. Và Việt Nam ạ. À, trên tay của em đang cầm một lá cờ Việt Nam. À, nếu mà có cơ hội để nói với ông Tập Cận Bình hay là với phía Trung Quốc thì em sẽ nói như thế gì? Em sẽ nói với người ông Tập Cận Bình là hóa ra dân của Việt Nam Trung Quốc không được động đến ạ. Em có dám hy sinh cho Tổ quốc không? Có ạ. Xin cảm ơn em Thùy Linh nha. Đó là tiếng nói của một bạn trẻ trong đám đông biểu tình ngày hôm nay. Bây giờ là 11 giờ, cuộc biểu tình đã dừng lại ở nhà hát lớn Hà Nội. Nhưng có vẻ như họ không có cái hoạt động gì hơn là đứng tập hợp chung với nhau. Và không có hoạt động nào khác ngoài những việc khô, những cái câu khẩu hiệu. Và đám đông thì cũng đang hiếu kỳ đứng xem mà thôi, không có cái động tĩnh gì cả. Dạ chào bác. Dạ thưa bác, xin bác cho biết tên ạ. Tôi tên là Nguyễn Quang Việt ạ. Vâng, bác đã tham gia từ cái thời gian đầu tiên ở Đại sứ quán Trung Quốc ạ. Tôi năm 2011 đi một số cuộc biểu tình ạ. Vâng. Và đến nay thì cái cuộc biểu tình buổi sáng hôm nay đã cho bác cái cảm nhận như thế nào? Tôi thấy cuộc biểu tình hôm nay là diễn ra ôn hòa và đúng cái mục tiêu là phản đối bọn Trung Quốc xâm lấn nền tảng của ta, đưa ra quan vào vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của ta. Và tinh thần của người dân như thế và thái độ của cá nhân bác thì như thế nào? Chúng tôi là những người cao tuổi, nên là tôi hơn 60 rồi, đã qua hai cuộc chiến tranh. Tôi cũng biết cái giá của chiến tranh. Và tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng không ai muốn chiến tranh cả. Thế nhưng trước cái hành động nó quá đáng. Không tập trung nào được, chúng ta phải tỏ ý kiến. Một ông bác có theo chở theo xe hai đứa bé, chắc là hai đứa cháu của bác à? Đây là con trai thôi. À, con trai bác. Vâng, bác tham gia cái đoàn biểu tình hôm nay với cái suy nghĩ như thế nào ạ? Với suy nghĩ là Trung Quốc ngang ngược quá, mình làm dân không yên lòng được. Vâng. Mình phải có thể hiện trách nhiệm của mình. Công dân. Vâng. Đối với đất nước. Vậy bác thấy cuộc biểu tình sáng nay ra sao? Tôi thấy cuộc biểu tình sáng nay là nói chung là được. Trong ôn hòa. Ôn hòa. Rất vâng. Ôn hòa. Những cái thông điệp chính của đoàn biểu tình ngày hôm nay bác nghĩ là bên phía Trung Quốc họ sẽ ghi nhận không? Tôi nghĩ là Trung Quốc thì họ ngoan cố lắc léo nhiều trò lắm. Vâng. Nên là mình có khi phải làm nhiều cuộc thì gặp quốc tế để biết đến gây áp lực thì mẹ thua. Chứ còn như này chưa ăn thua. Chưa ăn thua gì cả. Với Trung Quốc họ mưu đồ họ lâu rồi và họ nhiều mưu mô nên mới sơ qua đây là trả thua gì đó. Vâng. Vậy là tiếp theo bác nghĩ bác sẽ làm gì? Tôi làm ăn thôi. Chứ còn nếu mà có kêu gọi biểu tình thì mình cố gắng tham gia theo cái tinh thần trách nhiệm công dân thôi. Vâng. Bác nghe được cái thông tin của biểu tình này từ đâu ạ? Dân làm báo. Trên lớn làm báo. Đọc vào dân làm báo. Vâng, vâng, xin cảm ơn bác nha. Dạ vâng. Thôi tạm
viên. Dạ vâng, chào bác. Dạ. Cháu về đi, thấy nó mệt lắm rồi. Về. Rồi vâng. Cháu nó về đi. Rồi, cho về đóng nghỉ. Một ý kiến khác ở trong đoàn biểu tình chúng tôi được gặp, xin bác cho biết tên ạ. Tôi là Quang. Bác Quang, vâng. Bác có ý kiến gì về cái cuộc biểu tình Tuần Dương sáng hôm nay ạ? Con người ta có thể biểu lộ cái tình yêu nước, tỉnh táo và khôn ngoan. Vâng. Theo bác thế nào là tỉnh táo và thế nào là khôn ngoan ạ? Biểu lộ thái độ của mình không làm gì quá mất cái sự... cái nghệ thuật ngoại giao, tất cả có mức độ. Vâng. So với là những cái cuộc biểu tình trước cũng liên quan tới vấn đề mà Trung Quốc tấn chiếm hay là như thế, thì cuộc biểu tình này bác thấy thế nào? Tôi đi là vô tình, tôi nhầm lần đầu tiên. Và bác thấy thì cuộc biểu tình này là ôn hòa. Liệu cái thông điệp như thế này sẽ có tác động như thế nào đối với lại quốc tế nói chung hay đối với lại người dân nói chung? Nó thể hiện là cái tình yêu nước của người Việt Nam mình. Vâng. Nó là tự nhiên. Vâng. Có nhiều người cho rằng có thể là Việt Nam hơi mềm mỏng trong cái vấn đề đối ngoại, đặc biệt trong vấn đề Trung Quốc, thì bác nghĩ sao về ý tưởng này? Nói thế nào là mềm mỏng, tất cả nó đều có mức độ. Bây giờ lớn tiếng với quốc tế ta thấy cái không tụ tập, không hiểm Trung Quốc, gây cản trở giao thông. Vâng. Sau đó là cái việc của mình phải làm. Vâng. Tất cả đều phải. Tôi đề nghị cho này. Vâng. Rồi, xin cảm ơn. Người đang tụ tập dưới lòng đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Vào những giây phút cuối của cuộc biểu tình tập hợp tại nhà hát lớn Hà Nội thì chúng tôi được gặp một bạn trẻ. Xin bạn tự giới thiệu tên và cho biết đôi chút về bản thân mình ạ. Xin chào các bạn, mình là Hà Nhật Linh, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia, là một thành viên của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa. Hiện tại thì mình đang sinh sống và học tập tại Hà Nội ạ. Bà tham gia cái cuộc tuần hành sáng nay thì bà cảm nhận như thế nào về cái cuộc biểu tình này? Tham gia vào cuộc biểu tình sáng nay thì thực sự mình cảm thấy tinh thần dân tộc của người Việt Nam vô cùng lớn. Và mỗi khi dân tộc chúng ta có một vấn đề liên quan đến chủ quyền, đặc biệt là chủ quyền, là tinh thần dân tộc đó nổi lên vô cùng mạnh mẽ. Và đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên, các bạn là những người tiên phong, các bạn là những người rất là sẵn sàng nhiệt tình trước và rất là nóng lòng trước những vấn đề liên quan đến chủ quyền của đất nước, đặc biệt là biển đảo trong giai đoạn hiện nay. Bạn có nghĩ là cái cuộc tuần hành sáng nay nó sẽ tác động như thế nào đối với dư luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và đặc biệt là đối với lại những cuộc so với những cái cuộc biểu tình trước đây ạ? Đối với dư luận trong nước và nước ngoài thì có thể đây sẽ là một tiếng vang trong năm nay. Trong năm nay thì như đây là biểu tình đầu tiên tại nước ta liên quan đến vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo. Thì đối với dư luận trong nước thì đây sẽ là một tiếng vang để khơi gọi lên cái tinh thần dân tộc. Đối với kiều bào nước ngoài và cộng đồng thế giới thì đây sẽ là một tiếng nói để thể hiện cho cộng đồng quốc tế biết rằng ở Việt Nam, những con người Việt Nam vẫn luôn hướng về biển đảo, và những ở Việt Nam biểu tình không phải là một thứ bị đàn áp. Và tôi là một sinh viên Học viện Hành chính, tôi sẽ là một cán bộ công chức tương lai của đất nước, và tôi cũng tham gia biểu tình. Và bạn sẽ nghĩ rằng những nhà hữu trách sẽ làm gì đối với lại cái tác động của dư luận cũng như là cái nguyện vọng của người dân, thưa anh Linh? Đối với nhà hữu trách thì thực sự tôi không rõ họ sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng đối với bản thân tôi rất có khả năng sau này sẽ là một công chức tương lai của đất nước, thì tôi hoàn toàn đồng ý với việc thanh niên biểu tình để thể hiện cái lòng yêu nước của mình, tinh thần đối với chủ quyền biển đảo của dân tộc. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Linh nhé, trong cuộc tuần hành sáng hôm nay tại nhà hát lớn Hà Nội vào buổi sáng ngày 10 tháng 5 2014. Xin chào bạn. Chào anh.